tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn ơi, video này mình sẽ tắt ngoài cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô này. Mua đi. Mua cái gì? Tiền đấy mua đi. Chị em mua rồi. Dạ. Lần đã mua à? Nói là không cần. Dạ thì đi đi chiều anh đi xem. Đây là ba màu của mình nhá, đây là ba màu của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ. Chiều người ta đi học. Ô hay, ai vừa bảo chiều anh nghỉ nhỉ? Đấy. Ừ, mình có được đi học đâu. À không, chị không phải thông báo đi học nhưng mà chị đúng không biết mình đe thủ bạn một đúng không nhỉ, đúng không nghe, đúng rồi, nghỉ ngay như em cho nó mát nhìn một hôm luôn chết thì gặp mà bảo công xem em gọi là nghỉ công học học trận mới tháng mà đã chết rồi bạn đã bỏ học bỏ học đâu không biết. Thế bạn đã học chậm đấy thì cũng có bỏ học đâu. Mắc người ta phải bỏ. Yêu bỏ một hôm chết được người lo. Chết được. Ồ, đấy chị có thấy em nghỉ mấy tháng rồi đấy à? Bỏ mấy tháng luôn. Tìm người em ạ. Không phải ai cũng hay đâu. Tôi đi thẳng là sống như ai đó, nó cũng nghỉ như mẹ đó. Học cái lớp 9 như mẹ sao rồi. Đứa nào? Nhẹ mà. Cái thằng gì ạ? Cái thằng này. Sớm nào? Chúng mình bình đời, chúng mình đời. Video của mình đã hoàn thành. Video của mình đã hoàn được. Chứ còn của mình đã hoàn thành. Video của mình đã làm những thông tin của bạn. Thì có thể bấm like, bấm chia sẻ và đăng ký kênh cho mình. Các bạn đã chứng bảo của mình đã xong rồi. Video của mình đến đây đã kết thúc. Thì các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Đi chơi. Từ cái đợt làm móng tay đến giờ không có được móng. Tay đi, làm chặt. Mười dài chứ. Lẹ à? Mua đi. FIFA đi. Chết yêu. Anh kia lại xuống chết. Anh kia lại xuống chết. Trong khoảng là 10 giờ giải lao. Ờ đấy thôi giờ. Lắm giờ giải lao đi làm đấy xuống kia. 5 giờ giải lao cũng chết giấy. Giờ một ngày có một buổi. Một buổi 15 phút hết. Vả vả. Thế. Anh Quyết còn đang bảo là 1 tiếng nghỉ 10 phút kia. Ô, giờ đang mới biết là kiểu mình kiểu nghỉ đấy rồi. Anh Quyết bảo thì đấy. Chị đi mua đi. Mua chị chạy mua đi mua. Mình tiền người ta. Mình tiền đâu. Tiền của mình đấy. Lấy ra ăn khôn thế. Chẳng cái độc mà. Đã bảo hồi 3 giờ chiều thì mua sáng ra đã kiểu. Sống lên sao. Sâu sẵn rồi sợ gì đâu. Thôi, đéo đi chưa được to lắm. Nó xiên mà nó sọc tắt rồi, cuối tận rốn. Đó, cái chỗ nó mài cái tận sâu đỏ. Cái gì? Mà. Cái gì mà? Ai bảo để cho nó vào quỷ. Em sâu xó cái. Hôm nay mình làm răng, nó mài cái răng sâu. Làm gì được ta? Mắc đỏ. Biết rồi, nó mòi ui thấm điếc. Rồi. Nó mài thấm điếc. Mài hết cái răng chỗ sâu thì hay làm từ số 1 đến số 10 nữa đi. Buồn quá, buồn quá. Chế cho anh đưa cô lên. Nốt video nghỉ nha. Ok. Để có vào trạm, làm hai trạm thôi. Nghỉ nghỉ đến 10 giây mà là tiêm. 10 giây mà tiêm. Đấy, chị nhớ gì chưa? 10 giây làm tiêm. Đi không? Có tiền đâu mà mua. Tài khoản của mày đâu, banh vào đây. Mấy cái tài khoản này mà bay? Có. Đâu? Từ từ. Chiều mua, không ăn sáng, đừng ăn sáng. Bọn làm đấy tôi xong rồi các bạn.